Ba sau đây nè ngọc nè ngày nay dương mà chụp nè sang chết mày mà đón tiết hay sinh công đa đẹp ngọc nè sọc sáu bái nó hay rì rì bóng sầm lập ngày trong sập đà ba hay ngày này đá cứ nhiều miền lẹp mũi để đẹp còn cả configuring DHCP nó lớn Cisco router ba tọt là dương màu một vài tình bữa đây cầm ngọc nè dương miền router mũi ta chưa phải router một hình buồn đập mũi ba hay dương miền pin network đây network tìm mùi nếu dương miền IP mà rồi cao phím rồi hồng bảy chỉ mùi chỉ số là một hai bốn network tìm pi miền IP address mà rồi cao phím mà rồi hồng bảy chỉ pi chỉ số là một hai bốn ba hai nó đi đá cứ dương miền ba PC ba mà network dương miền pi PC cần là chỉ example thế ba miền network tìm mối dương miền PC lịch pi lịch bảy network tìm pi dương miền PC lịch bốn nâng lịch pram ba ta ở lâu dương thua ca cần bị cửa từ ngọt nĩa chân dương chập đâm ba nắng chưa thầm đá cứ dương thầu miền cần sâu lắm ba chân dương thầu chưa từ can router đi sẵn ok ba tầm tiết dương chưa xì lại ba thì inter máu tầm tiết dân châu in the ball mà không bị cửa thơm mình nói chẳng tìm mối dân thua ca không bị cửa user and password tập là dân không bị cửa thằng ngọt nghĩa username mà chúng ta thật Cisco and password chúng ta thật Cisco được nghĩa bè lâu chúng ta tìm mối này cứ dân man không bị cửa hỏi cứ không bị cửa user and password là dân thay pin comment username và Cisco hay là password Cisco nó cứ chia comment line và nó là Cisco router TP dân thua ca configure hostname ở router chẳng dân chạy đá dân khơi ta hostname default với nó cứ chung một router tặng lâu dân thay pin comment được đọc ra comment hostname và chẳng lý này một viết chúng ta ở tháng O1 và chẳng nên ngó kê bàn khơi nhớ bàn này ta về dân phải ra comment hostname đi tấu cứ dân thua ca phát đầu pi hostname chung một router tổ cán O1 và ngọt nỉ và tập chương host name dương man configure rồi rồi hỏi chương dương chưa đào tìm bấy dương thưa ca configure IP address nó là bài interface bo router tập là dương chưa từ can interface bo router từ ngọc nĩa interface chỉ có biết zone slash zone bài IP address mà rồi cao phí mà rồi học phần bảy bài chật mũi đã dương slash một hai bốn dương sam nền má bài pi pram pram chật pi pram pram chật pi pram pram chật zone bài chẳng phải để dân configure IP address hóa dân khuyên tha port interface rồi bỏ router chỉ cần biết xôn là mũi ở tầng app thì nên ngọt nên cần chính xài chính phủ của họ mấy bà default cứ port mà down chẳng như thuộc cam bằng port dân thay pin comment no shut down bà chẳng nên ngọt nên khuyên tha bà interface chỉ cần biết xôn là xôn ní change state to app bà app ấy chẳng dân xịp mũi chẳng như thuộc cam cho thuộc cam interface chỉ biết zone slash mùi mà network tiết IP address mà rồi cao phí mà rồi học bằng bảy mà chạy phí chạy mùi xâm nền má phí pram pram chạy phí pram pram chạy phí pram pram chạy zone ok slash một phải buồn mà chẳng phát ở tâm bạc tế chẳng như thật bạc phát đá no shutdown mà bên đây dương bạn bạc phát chỉ biết zone slash mùi hay cứ change state to app mà lâu dân ai phê được file lơ IP đi ăn xài miễn đây phải phê của mình bà số IP interface free chẳng nên nó nếu khơi nháy phê đi dân phải ra của mình số IP interface free nế dân khơi tha dân ban configure port chỉ biết số là số để mình IP address rồi cao phím rồi hồng bảy chạy mùi bà method manual status app bà hay đang port mùi tiết cứ port chỉ biết bà business zone slash muối để mình IP address mà rồi cao phí mà rồi học vùng bảy chạy phí chạy mùi mà app được nghĩa hay dương mình mình phần một cái cư chia cái biết business zone slash phí anh là sàn chứ dương khuyên tha phần nó cứ ở toàn bạc tế administrative lý nên học này khơi nhớ cứ down phần chứ dương mình VLAN 1 có ọt đáy và down đáy phần nữa ok tập bình dương thuốc kè sàn IP address hay dương thuốc kè cần được chờ DHCP từ ngọt nghĩa và chúng cho tôi can nó không được gỡ terminal sẵn ta một tiết chúng thay pin comment bà IP DHCP bà full ok chẳng là nick chúng ta than lan bà sồn muối enter ta một tiết chúng ta network mà rồi cao phí rồi học vùng bảy bà chạy muối chạy sồn
từ slam phải bốn chân xong lên má pi pram pram chơi pi pram pram chơi pi pram pram chơi sốn bà đi phố ra tới chúng ta hai pin rồi cao pi rồi học bảy bà chơi muối chơi muối ní cứ chơi đi lên server trong phà bao google bảy chơi bảy chơi bảy chơi bảy bà chân xong trà chơi muối tao mình tiếp cho mình thôi ca đo ip bà chúng tôi ca đo ở PIP lịch muối, đó là IP lịch đọc. Chẳng khai ấn về thời chấp bán PIP lịch và đọc mùi lần. Chẳng trong thời gian cần phải gửi IP DHCP và include address rồi cao phí, rồi không bảy chạch mùi chạch muối xong rồi cao phí, rồi không còn bảy và chạch mùi chạch đọc Enter. Ok tóm tiếp trong thua ca cần phải cơ mà network tiết mà IP DHCP server mà pool chúng ta thấy LAN zone P network mà rồi cao P rồi học bảy mà chạy P chạy zone slam phải bốn xong lại map P pram pram chạy P pram pram chạy P pram pram chạy zone mà default router IP address mà rồi cao P rồi học bảy chạy P chạy mũi điện ác xem phà bao Google được nếm bảy trên bảy trên bảy trên bảy bạn tập bây giờ thưa ca không phải chờ đi ACP pool rồi rồi hỏi xem thưa ca đo IP được nếm chân xem đo IP pi rồi cao pi rồi không bảy trên pi trên muối là đo rồi cao pi rồi không bảy trên pi trên đập bạn tập rồi dừng start được không nếm IP DHCP server và include address rồi cao pi rồi hồng bảy mà chạy pi chạy muối đó rồi cao pí rồi hồng bảy chạy pí chạy đập và chân không chạy chạy muối không sale configuration chân như ISO run verify configuration và ta dân miền còn bây giờ đi IP mà DHCP ní include address phần này dân miền IP DHCP pool dân ní miền pí mà đã sao dân miền pí network chân không đặt pí pool mà dân tìm mẹ trông ngọt nế chẳng nên ngọt nế khơi nhé đi biên bè cầm bình lơ chiếc bít thọt sổ ra mùi mùn nắng ok bè chẳng dân phải gỡ rùi đo hóa dân phương kẹt tay bè pin chẳng ngọt nế chẳng dân cho một cánh PC lịch bì máu bè ok dân cho IP bè dân anh đặt sẵn tình chân nó và dân vô DHCP máu nên ngọt này khơi nhé chứng IP để bị chạm bán kêu rồi cao phí rồi không bảy chạy muối chạy đậm muối mà gạt về chạy muối điện ấy bảy chạy bảy mà chẳng cho một căn PC bảy được nghĩa nhưng anh chạy mà sao tích nó mà dừng như bị đi dịp phí chẳng khai là pin này chạm bán IP rồi cao phí rồi không bảy chạy muối chạy đậm phí mà chẳng như cho một căn PC lịch 4 ok vô biệt đi DHCP máu chạm bàn IP mà rồi cao pi rồi không bảy chạy pi chạy được muối bè chống PC lịch pram được khnía IP configuration máu static tổng thể dương vô biệt này bè DHCP máu chống chạm bàn IP mà rồi cao pi rồi không bảy chạy pi chạy được pi bè nhạt vế mà rồi cao pi rồi không bảy chạy pi chạy muối điện thoại mà rồi không bảy chạy bảy chạy bảy chạy bảy bọc Google tao nói với thôi ca check and verify definition ngọt nế xem cho một căn PC lấy bà phí tổng tiết xem cho tử bà comment prompt trong thuốc ca pin từ căn PC lấy bấy rồi cao phí rồi hồng bấy chạy muối chạy đáp phí mà có chắc như khách ta thật nó không network một nế có lá chắc xem thuốc ca pin từ căn network mà sang ngày tiết để mình IP address rồi cao phí rồi hồng bấy chạy phí chạy đáp mùi PC lấy 4 bè PC thì buồn scroll hóa dân thuốc gặp hình thức ảnh PC lấy pram thì ngọt nế bè PC lấy pram có scroll đá bè chân lại bà dân thì mình gửi DHCP lời Cisco router này cứ complete thôi bè nâng ai xung một cuốn trả lời xung lập ca tham nam tu sản nào video này xung chui cho like hay nâng subscribe phong đồng mấy tụi bạn bè riêng và tập tiết bè để chú chất riêng bè phân nâng bè technology bè xung một cuốn